quả trên sân số 3 và đội đơn vị Quảng Nam được đưa thắng tiếp vào trong. Tiếp theo là trận thứ 12, đơn vị An Giang Giáp Xanh và đơn vị Thành phố Hồ Chí Minh Giáp Đỏ. Kết quả trên sân số 1 của đội viên Đà Nẵng được tiêu thắng tiếp tục vào trong. Trên số 1, trận 16, đơn vị Nghệ An Giáp Xanh và đơn vị Thừa Thiên Huế Đỏ là trận đấu cuối cùng trên sân số 1. Thông báo các vị trên sân số 1 sẽ tiến hành tiếp theo trận thứ 10 và thứ 11 của sân số 2 diễn ra. Các lại trên sân số 1 sẽ tiến hành trận thứ 10 và trận thứ 11 hạng cân nam 54 kg, trên sân số 2 được thi đấu trên sân số 1 hạng cân nam 54 kg. Trận thứ 10 đơn vị Hà Nội và đơn vị Quân đội, trận thứ 11 đơn vị Hưng Yên và đơn vị Bạc Liêu. Xin lưu ý với các đơn vị.
Và sân số 4 mời quý vị Bắc Ninh vào sân số 4 thi đấu. Vận động viên đơn vị Hải Phòng được tiếp tục vào vòng trong. Tiếp theo trên sân số 4 là trận thứ 15, đơn vị Hải Phòng Giáp Xanh và đơn vị Gia Lai Giáp Đỏ.